Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Tân Tân. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người bộ sưu tập đồng hồ Series 8 mới nhất của thương hiệu đồng hồ Nhật Bản là Citizen. Đây là dòng đồng hồ cao cấp của thương hiệu Citizen. Và hiện tại thì Tân Tân cũng chính là nhà phân phối chính thức của Citizen tại Việt Nam. Nên là tất cả các phiên bản của đồng hồ Citizen, Tân Tân đều đang có sẵn. Nếu mà các bạn nào quan tâm có thể đến trực tiếp tại cửa hàng để trải nghiệm thực tế sản phẩm lên tay. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái tên Series 8. Số 8 là một đại diện cho con số hoàn hảo. Nó cũng mang ý nghĩa là con số vô cực. Điều này nó biểu hiện cho cái khả năng chế tạo không ngừng nghỉ của những người làm đồng hồ truyền thống. Và khi nảy ra ý tưởng làm ra những bộ sưu tập Series 8 này, Citizen họ cũng suy nghĩ rất là kỹ làm sao để tạo ra một chiếc đồng hồ hoàn toàn là sử dụng đúng với công năng của nó, cho người dùng cái trải nghiệm tốt nhất như là xem giờ, và đặc biệt hơn là cung cấp khả năng chống từ, một cái căn bệnh mà thường gặp với một chiếc đồng hồ cơ. Còn lại là nó sẽ tập trung vào phần hoàn thiện sản phẩm, độ thẩm mỹ cao nhất của một chiếc đồng hồ thuộc phân khúc tầm trung. Và trên tay mình đang là những phiên bản mới nhất của Series 8 năm 2024. Nó sẽ có nhiều cái điểm thay đổi. Đầu tiên là về cái phần mạch số. Trên Series 8 đời mới này, nó sẽ có mạch số theo kiểu là lấy cảm hứng từ những tòa nhà cao ốc ở thành phố Tokyo, Nhật Bản, với những ô vuông, những đường vân kẻ sọc xếp chồng lên nhau, tạo cho người đeo có cảm giác là nhìn bất kỳ góc nào cũng thấy nó có một cái góc nhìn khác nhau, như là xếp chồng lên hoặc là nó có chiều sâu, nhìn rất là bắt mắt và thu hút. Hiện tại thì Tân Tân là nhà phân phối nên sẽ có những phiên bản cập nhật mới nhất như là mạch số màu vàng, cái niền vàng. Tiếp theo là phiên bản mạch số màu xanh lá theo hiệu ứng là ombre. Cuối cùng là một phiên bản rất là basic màu đen. Sau đây mình sẽ giới thiệu về những thông số kỹ thuật của em này. Đồng hồ sẽ có đường kính vỏ là 40.8mm, độ dày rơi vào khoảng 11mm, lắc to lắc nó sẽ rơi vào 48, và độ chịu nước của đồng hồ là 100m. Trang bị bộ máy cơ tự động caliber 9051 in-house của nhà Citizen, kính sapphire phủ hai lớp chống lóa ở mặt trước và mặt sau. Đây là những thông số rất là ấn tượng. Với cái những thông số này, các bạn chỉ cần có cổ tay từ 16.5 là có thể đeo vừa, và kiểu dáng đa giác như thế này đeo lên tay thì nó tạo cho mình cảm giác sang trọng và khá là mạnh mẽ, trẻ trung. Khi mà nhìn sơ qua cái phần mạch số đồng hồ này, các bạn sẽ thấy nó có cái độ trong suốt rất là cao, bởi vì đồng hồ được trang bị kính sapphire với hai lớp chống lóa, và tất cả các đường nét ở bên trong mạch số đồng hồ đều được làm với cái độ chi tiết rất là cao, như là những cọc số được vát cạnh rồi đánh sớ, tất cả đều được làm to bản, có hiển thị dạ quang giúp phát huy tối đa cái khả năng hiển thị giờ. Ngoài ra đồng hồ còn có thêm một ô lịch ở góc 3 giờ. Trên góc 12 giờ chúng ta sẽ là tên thương hiệu Citizen. Cái phần viền ngoài của đồng hồ sẽ là những vạch chia phút rất là nhỏ, giống như là khi mà nhìn qua cái phần trôi của kim, nó sẽ trùng với những cái vạch nhỏ này, trông rất là cuốn. Và một cái điểm mà khi các bạn để ý kỹ nữa sẽ thấy là cái phần vành ở bên ngoài của cái niềng bezel cũng được làm đánh theo kiểu là tráng gương, với cái độ hoàn hảo rất là cao. Nó là cái phần mạch số của thương hiệu Citizen này, mình rất là ưng. Rồi, còn về phần tổng thể bên ngoài, đây là một cái điểm đặc biệt mình nghĩ là khi mà các bạn trải nghiệm trực tiếp sẽ thấy nó đẹp hơn rất là nhiều. Đồng hồ sẽ được làm với từng góc cạnh một. Ở đây, những cái phần vát cạnh của đồng hồ sẽ được những người thợ truyền thống họ đánh và vát từng sớ một. Rất là nhiều cái đường góc cạnh, và những đường đánh bóng trên đồng hồ sẽ là vân sọc. Một cái kỹ thuật đánh bóng cũng khá là khó, nó giúp cho cái phần thép này nó sáng hơn hẳn và có thể bắt sáng ở bất kỳ cái góc nghiêng nào. Chúng ta sẽ thấy rất là chi tiết nè, từ ở phần vỏ bên cho đến cái chỗ mà để núm chỉnh giờ, nó cũng được làm chu đáo cẩn thận. Núm chỉnh giờ thì sẽ được thiết kế to bản với hai phần G nhô ra để bảo vệ, giúp người dùng có thể dễ dàng lên code hoặc là bảo vệ cái phần núm vặn này khá là tốt. Tất cả đều được làm với cái độ hoàn thiện và sự chính xác của gia công rất là cao. Các bạn có thể quan sát thấy ở cái phần cạnh hông này. Tiếp theo là dây đeo của đồng hồ. Một cái kiểu dây được liên kết theo dạng là H-link với những đường đánh sớ dạng bản,
và những cái phần cạnh trong cũng được làm đánh bóng với cái phần chi tiết của mỗi mắt là gần như là giống nhau, khá là đẹp. Khóa của đồng hồ cũng được trang bị dạng khóa chắc chắn, khóa đúc đại. Phần khóa này nó sẽ giúp cho tổng thể đồng hồ liền lạc và thao tác rất là dễ dàng. Cái cảm giác sử dụng rất là thích. Và cuối cùng sẽ là thiết kế ở phía sau của đồng hồ. Phiên bản năm 2024 này nó sẽ có thiết kế lỗ máy, giúp người dùng có thể dễ dàng quan sát được cái bộ máy bên trong. Bộ máy này theo như mình trải nghiệm thì mình thấy nó khá là chính xác. Đây là một bộ máy có thể cạnh tranh trực tiếp so với những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Và đặc biệt là nó sẽ có khả năng kháng từ ở mức 2. Có nghĩa là khi đặt đồng hồ cạnh những vật có từ trường giống như là điện thoại hoặc là tủ lạnh ở cách khoảng cách 1cm thì nó đảm bảo chống từ rất là tốt. Và theo như trải nghiệm của mình thì đây là một bộ máy với cái độ hoàn thiện khá là cao. Những đường vân số nó cũng đẹp mắt. Và vừa rồi là những chia sẻ của mình về bộ sưu tập Seagen mới nhất này. Nếu như mà các bạn nào quan tâm có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm thử. Cảm ơn mọi người rất nhiều.